Liên minh châu Âu-EU hôm 6 tháng 11 gia hạn lệnh trừng phạt đối với Venezuela cho đến tháng 11 năm sau vì những gì mà EU nói là chính quyền nước này vi phạm nhân quyền, phá hoại nền dân chủ và pháp quyền dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro. EU trừng phạt Venezuela bằng cách cấm vận vũ khí và các thiết bị dùng để đàn áp nội bộ, cấm 18 quan chức Venezuela du hành và đóng băng tài sản của họ. EU cáo buộc các hành vi lạm dụng quyền lực của các quan chức an ninh quốc gia Venezuela đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 1 và cuộc bầu cử tổng thống tháng 5 đã giúp cho ông Maduro thắng cử nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng EU nhấn mạnh việc thắng cử là giả tạo. Cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế sâu sắc ở Venezuela khiến hơn 2 triệu dân di tản ra nước ngoài, theo Liên Hợp Quốc. Mỹ cũng áp đặt lệnh chế tài đối với các quan chức Venezuela, cho nên ông Maduro cáo buộc rằng Washington đã điều hành một âm mưu quốc tế chống lại ông.